mọi người đã ghé thăm kênh của Trang. Hôm nay Trang sẽ xin phép là review một chút về cảnh sắc ở vùng đồng bằng. Và hiện tại là Trang và anh Nếm đang ở hang Múa Ninh Bình, một cảnh quan rất là đẹp. Quá đẹp luôn mọi người nhỉ. Đây là đang là mùa sen nở nên là mọi người du khách đến với Ninh Bình rất là đông, rất là nhiều. Ta cứ tầm thầm tháng 5, tháng 6 thì đây là cái lúc mà đẹp nhất của hang Múa. Đúng rồi. Mọi người có thể thấy. Em thấy là có rất nhiều đoàn du khách của người nước ngoài đến đây rất là đông luôn. Mà trước khi mình vào vé và đây là mỗi người sẽ là 100.000 một người. 100.000 một người. Còn nếu mà ai mà hái hoa thì cũng 100 nữa. Cứ 100 một người, một bông tính lên thôi. Đi qua nhờ tí chị ạ. Chào chị nhá. À ở đây hình như là có cả dịch vụ chụp ảnh nữa. Ngoài du khách ở trong ở nước ngoài ra thì còn có cả du khách ở trong Nam nữa. Đây đây là ở đây là khu du lịch nên là có rất là nhiều chỗ để vào trong đây để chụp ảnh. Họ đang làm rất là nhiều những cái tiểu cảnh. Vâng. Anh nghĩ là cái tiểu cảnh này chắc là trước đây làm cái kiểu bình bông sen để ôm ấy. Nhưng mà giờ nó không biết có phải không. Nhưng bây giờ nó thành thùng rác rồi mọi người ạ. Thôi để thành thùng rác này cũng sạch sẽ này, mọi người đến đây nhớ giữ gìn nhá. Hang múa của anh cách đây tầm khoảng vài năm trước nó khác hang múa bây giờ. Bây giờ múa đẹp hơn đúng không anh? Ngày trước không có cái này. Ngày trước thì bây giờ cái trend này nó mới được vài năm trở về đây thôi. Thì đây cũng là một cái đầu tư rất là đúng đắn ở hang múa. Khi mà chúng ta được đi trên cái con đường hình chữ S này bằng gỗ này. Đấy. Rất là đẹp. Xong lại có một cái màu sắc của hoa sen. Hoa sen thì được coi là quốc hoa của Việt Nam rồi. Mẹ thấy xa xa là có mấy bạn đang chụp trang phục, trang phục của Nhật Bản. Đúng rồi. Bởi vì cái cây cầu gỗ này thì nó là một cái kiểu dạng kiến trúc khá là phổ biến ở bên Nhật ấy. Nên là người ta mới sử dụng cái trang phục kimono mọi người ạ. Nói ngọng quá, dạo này về Hải Phòng sống nhiều là cái thành kimono rồi. Nhưng mà anh vẫn thích con gái chụp sen với áo yếm hơn. Đúng rồi, áo yếm là đỉnh luôn. Nó vừa là quyến rũ mà vừa nó lại là cái bản sắc của Việt Nam. Nhưng mà có cái rất là hay đó là xung quanh đây thì chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều đá nhở. Vâng, núi đá. Núi đá. Bao chúm đấy, em đi thẳng ở kia đi. Thế anh chụp cho anh kiểu ảnh đi. Đấy em ra đây đi. Dạ. Chắc là em sẽ bỏ dép anh ạ. Thơm nhở. Vâng. Cây sen này là một cái loại cây mà chúng ta có thể tận dụng được rất nhiều những cái bộ phận của nó đấy. Em biết là làm trà sen. Trà sen thì nó sẽ làm nhụy này. Cánh hoa họ cũng làm ướp để ủ trà này. Lá sen họ cũng bọc lá xôi đúng không? Vâng. Bọc xôi, rồi là ngó sen, rồi củ sen, ôi trời nhiều lắm. Thế là cả cây sen đều có nhiều tác dụng hết lết luôn. Ở Việt Nam mình có rất nhiều những cái loại hoa sen khác nhau. Anh thấy là ở trong khu vực miền Nam kia nó phổ biến những cái loại sen mà nó cánh kép ấy. Và nó không nhọn nhọn như này đâu, mà nó bị xẻ giữa như này này em này. Còn ở đây loại sen này thì nó lại nhọn nhọn như thế. Xa xa kia thì chúng ta còn thấy cả một cái khu đầm sen trắng nữa. Bên này chúng ta đang là sen hồng, bên kia là sen trắng. Mặt bên này là chụp ở trong cái nhà đấy. Đấy mọi người thấy không? Rất nhiều du khách ở trong khu vực miền trong. Đây, bối cảnh đây. Sen thì cũng là một cái loài hoa mà thường sẽ nở về cái đêm. Vâng. Thế là đâm ra là hương sen rất là ngào ngạt. Anh chỉ ước gì có một cái chòi đây ngồi nhậu đây. Ôi ôi anh ơi đừng anh ạ. Tại vì cảnh đây ra rất là đẹp. Chào mọi người nhá. Chào chị. Xin chào. À ngoài hoa sen ra thì mọi người có thể thấy là cái chiếc nón lá này cũng là một cái đặc trưng. Khi mà nhìn thấy ai đội nón lá là biết là họ đấy là cái trang phục của Việt Nam. Và khi mà tới đây thì những anh chị nước ngoài, người nước ngoài ấy, họ cũng đội nón lá để cho nó vừa là mát đầu và vừa thứ hai là nhìn nó rất Việt Nam. Rất là Việt Nam. Đây bên kia đấy các chị người nước ngoài cũng đội nón lá kìa. Ồ, nhưng mà thực sự anh rất là nể về cái độ chịu nắng của mọi người nhé. Anh ơi, một khi mà con gái đã xác định là đi chụp ảnh thì kể cả nắng hay là mưa người ta vẫn có thể chụp được anh ạ. Không, ý anh là mấy bạn nước ngoài kìa. À. Cứ quần sọc với cả áo ngắn tay các bạn ấy đạp xe quanh cả cái khu vực Tràng An này. Và Tràng An Ninh Bình hay là trong cái quần thể Tràng An Ninh Bình Tam Cốc Bích Động thì là một cái điểm rất là thu hút khách nước ngoài tới đây. Bởi vì là cái vùng đất Ninh Bình này nằm ở cuối cái vết đứt gãy của
một cái dãy núi dẫn từ mãi tít trên Hoàng Liên xuống, nên là đâm ra là kiến tạo đây rất là đặc biệt, có rất nhiều núi đá đẹp. Nhiều người thì họ ví von là Hạ Long ở trên cạn, nhưng mà quả thực là nếu mà ở dưới mà có ngập nước thì nó giống Hạ Long thật. Nó cũng có những cái núi đá rồi những cái cây trên này. Lát nữa thì anh em mình sẽ đi lên trên kia, đấy là cái nơi mà có nhiều du khách nước ngoài họ lên trên đấy check in nhất. Ở trên đấy có một cái hình tượng con rồng và một cái tòa tháp. Ở ngay ở phía bên dưới thì có một cái đền thờ đẹp này. Em thấy là và đi vào mùa nào cũng rất là đẹp đúng không anh? Mùa này sẽ là mùa trước đây, nếu mà để mà đẹp nhất và mà kiểu lung linh nhất ấy, thì nên đi vào tầm khoảng tháng 5, bởi vì lúc đó thì là cái lúc mà mùa lúa chín ở ngoài khu miền Bắc này, và chúng ta đi kết hợp Tràng An ấy sẽ là phù hợp nhất. Ở ngoài này thì cũng có hai mùa lúa, nhưng mà cái mùa đông ấy thì thời tiết nó không được nắng, không được rực. Chính vì vậy mà tầm tháng 5 ấy thì ở Ninh Bình họ cũng sẽ tổ chức cái lễ hội mùa vàng Tam Cốc Bích Động ấy, để cho các nhiếp ảnh gia hay là các du khách họ có thể về đây trải nghiệm. Mời mình cứ đi vào tầm tháng 5 này có cả hoa sen nữa là sẽ đẹp nhất để ngắm Ninh Bình. Đấy, mọi người quay một vòng đi, mọi người quay đi từ từ một vòng để nhìn thấy được cái diện tích của cái đầm sen này. Anh nghĩ là đầm sen này nó sẽ tính về bằng chắc bằng 1-2 mẫu em ạ. 2-3 mẫu, ui nhiều đấy. Nếu mà theo kinh nghiệm nhà anh trồng nuôi cá ngày xưa thì chắc nó phải rơi vào tầm khoảng chắc cả chục mẫu đấy. Rất là rộng. Rộng quá. Có lẽ là phải tìm một du khách nào đó ở nhà miền Nam để phát xem họ phát biểu cảm nghĩ như nào. Anh đang thấy có mấy chị đang mặc áo tứ thân kìa. Vâng. Áo tứ thân này là một cái trang phục rất là nổi tiếng của phụ nữ miền Bắc này nhé. Vâng. Hôm nay các chị người đấy hay là như nào? Em chào anh nhá. Chào anh. Anh. Dịch vụ đây chụp bao tiền một lần anh? Mà anh chụp nếu mà mỗi người khoảng 80 đến 100, 300 nghìn một người. 300 nghìn. Cho em quay cái này được không? Đây này, mọi người xem cái bông sen này được các anh gấp rất là điệu nghệ đây này. Gấp gọn như này. Đấy, thấy chưa? Đẹp nhỉ? Anh chị là người trong Nam à? Em thấy giọng mình là. Chị cho em quay cái bộ trang phục này được không? Đây, mọi người thấy đây là bộ tứ thân. Đây là một bộ trang phục truyền thống rất là nổi tiếng của phụ nữ miền Bắc. Ngoài thời phong kiến. Chị thấy khi mà mặc cái bộ trang phục này lên thấy có thoải mái không? Thoải mái đúng không? Vâng. Ở trong kia thì trang phục truyền thống ngày xưa là áo bà ba hả chị? Đúng rồi, áo bà ba dao dài. Vâng. Chị là ở tỉnh nào đến đây ạ? Chị ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì là chị đến đây được mấy ngày rồi chị? Được ngày hôm qua tới hôm nay. Vâng. Chắc là chị sẽ được đi nhiều nơi lắm ở đây chị nhỉ? Chị mới được trước đi Hà Nam. Na Hang Tuyên Quang nữa không? Đúng rồi. Ôi, đấy cũng là một cái địa điểm rất đẹp mọi người ạ. Chỗ đấy thì em thấy có cái cột đá, chị thấy cái cột đá không? Mà dựng ở chỗ Na Hang đúng không? Chỗ Tuyên Quang đúng không? Hồ nước phải không nhỉ? Đúng rồi. Đấy có cái cột đá rất đẹp đấy. Cảm ơn chị nhá. Chị đi Ninh Bình là đi được nhiều nơi chưa chị? Chưa, mới hôm qua em này. Dạ. À bây giờ chị đang chụp ta. Dạ vâng, dạ. Cảm ơn chị nhá. Đấy mọi người cái trang phục áo tứ thân thì ở phía bên trong sẽ là phụ nữ, người ta sẽ quây một cái áo yếm. Thì mùa sen như thế này ấy, để mà chụp áo yếm với cả sen thì cực kỳ đẹp luôn. Rất là sexy và rất là Việt Nam, rất là Việt Nam. Chào các chị nhá. Đúng cái đợt mà miền Bắc nắng quá. Ui đẹp luôn, chẳng mấy khi có nắng. Màu da sô-cô-la. Đấy. Một bộ trang phục này chắc là trong gói à không, thuê quần áo khác mà chụp khác. 300.000 thì được 100 file. Thế là cũng là khá là nhiều. Thế là 3.000 một file. Ngoài ra thì có cả áo dài kiểu nữ sinh đây mọi người này, áo dài nữ sinh này. Áo dài kiểu hoa học trò ngày xưa ấy. Mình rất là thích nhá. Anh rất là thích Trang bởi vì là Trang chưa đi trong miền Nam bao giờ ấy. Thì Trang chưa biết được là ở trong những cái trường cấp 3 ở trong khu vực miền Nam ấy thì các bạn nữ sinh sẽ đều mặc áo dài như thế này nữa để tôn lên cái vẻ đẹp rất là thục nữ. Tôn lên cái vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam và tôn lên cái bộ truyền thống này. Dạ. Áo dài đẹp thật. Hay tí nữa anh em mình phải bắt chước mấy anh photographer kia xem đứng góc nào chụp góc đấy nhỉ. Dạ. Đây, núi Ngọa Long này. Đây. Ở ngay dưới chân núi có một cái hang này Trang này.
Dạ. Có tên là động Hoàng Hổ. Trong này thì anh thấy có một cái giếng trong này ấy. Có cả nước luôn. Thì trong động này có tượng thần hổ. Đấy bên trong kìa, mọi người nhìn thấy giếng chưa? Ở phần dưới kìa. Đấy. Nhiều nước nhỉ? Không biết là nước này ở đâu ra, nhưng mà anh thấy là có một cái giếng khoan đây này. Giếng khoan đây là họ kéo nước, hút nước từ trong đấy ra sao em ạ? Chắc là bây giờ có lẽ là anh em mình leo lên trên đỉnh Hang Múa đi. Núi Ngọa Long thì đúng hơn. Ngọa Long. Ngọa Long tức là theo dịch theo cái từ Hán Việt tức là nơi mà rồng hạ xuống. Ngọa Long. Rồng nằm. Đấy. Các du khách cũng đang xuống rồi đây. Đây là một con rồng. Trông rất là đẹp. Rồng là một kiểu loài vật linh thiêng của châu Á. Tín ngưỡng châu Á thì có long lân quy phụng nhờ. Vâng. Đây là những nước như thờ như kiểu là thờ Phật giống như là Trung Quốc, Việt Nam hay là Nhật Bản thì họ cũng đều có một cái tín ngưỡng chung như thế này. Không biết là từ đây lên trên đấy thì anh nghĩ là với những người mà leo bản như anh em mình rồi thì chắc là chỉ tầm mất tầm khoảng nửa tiếng để tới nơi thôi. Em nhìn được cũng dễ thôi, tại vì em leo nhiều quá rồi. Chào chị nhá. Chào chị. Lên đây có xa không chị? Đi nửa đường quay về. Đây 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 đây, bộ trang phục của người Chăm đúng không? Hay là người gì nhỉ? Hay... Người Thái à? À đây. Anh thấy ban quản lý ở đây họ xây những cái bậc thang này đi trông cũng đỡ mệt hơn đúng không? Vâng, nó cứ thoải lên ấy, đỡ mệt. Bên trái thì có một cái lan can như thế này để giúp cho du khách an toàn hơn. Và khi mà chúng ta bay từ trên cao xuống thì nhìn nó kiến trúc nó cũng rất là đẹp. Nó uốn lượn từ chân núi lên trên đỉnh. Anh nghĩ là cái thử thách này cũng không quá khó với mình đâu. Bởi vì đó, anh em mình đã đi lũng tràng các kiểu rồi. Em leo được gần 2 tiếng rồi, không sao anh ạ. Nhưng mà du khách lên thì phải mang theo đầy đủ nước nha. Đúng rồi. Ở trên đó thì chúng ta sẽ đi sang hai hướng. Một hướng bên tay phải là nơi mà có cái chỗ để thắp hương cho em kìa. Dạ. Có một cái điện ở đấy. À. Còn bên tay trái là sẽ có một cái rồng với là một tòa tháp. À. Ngọa Long cơ mà. Cái này không biết cái này là cô vô tình hay cố ý nhỉ? Anh thấy có cái đá tai mèo ở đây này. Vậy thì cứ sắp đến rồi mà anh. Đây không biết là đây là lần thứ mấy Trang đến Ninh Bình nhưng mà Trang nhìn này. Bao quát thành phố Ninh Bình này, mặc dù là cái quy mô của thành phố rất là nhỏ. Nhưng mà em thấy có nhiều những cái biệt thự to khổng lồ chưa? Quá to. Ở trên này Ninh Bình là Ninh Bình. Một tỉnh cũng rất là phát triển rồi. Rất là nhiều đại gia luôn, đây là trung tâm thành phố Ninh Bình đấy. Thực ra mình thấy là leo lên trên này cũng không quá khó đâu. Chỉ là nó rất khó thôi. Khá là mệt đấy. Và công nhận là lên khi mà lên đến núi Ngọa Sơn thì mình nhìn xuống dưới rất là đẹp. Đây là núi Ngọa Long. Đúng rồi, Ngọa Long, em xin lỗi. Đây thấy ở dưới là một bông sen này. Đấy cái chính là những cái đường cái cầu gỗ vừa nãy mà chúng ta đi ấy, thì lên trên đây thì mình mới thấy là nó là một cái hình tượng ở hoa sen. Yeah. Khắc họa 2D. Rất đẹp luôn. Đường sen rất là rộng lớn. Còn bên này là cung tòa tháp 1 2 3 4 5 6 7 5 tầng à? 5 tầng. Thường người ta sẽ xây tháp người ta sẽ xây số lẻ đấy em ạ. Nhưng mà thông thường thì anh sẽ thấy là 7 hay là 9, đây là 5. Em thấy mọi người là ở đây check-in là nhiều nhất này. Từ đây thì chắc là mời đây mọi người lại gần đây. Khi mà chúng ta chụp ở cái tháp này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái con đường ở phía bên kia. Có lẽ đây là cái vị trí mà cao nhất ở cái khu Hang Múa này. Cao hơn cái đỉnh phía bên kia mà chúng ta vừa nãy có tới đó. Cao rất là nhiều đấy. Ở trên đây thì chúng ta sẽ không thấy được cái hình bông hoa sen nữa. Ở bên tay trái này chính là tượng Phật Bà Quan Âm. Tượng Phật Bà Quan Âm này. Tín ngưỡng của Phật giáo phương Đông thì sẽ có Phật Bà rồi tượng nếu mà có cái tên gọi khác là Quan Âm Bồ Tát thì ngay ở phía đằng sau Quan Âm Bồ Tát là hình tượng một thần rồng. Việc chúng ta sẽ ra đằng sau đi. Nhưng mà để lên trên đó thì chúng ta sẽ phải đi cẩn thận thôi.
đường đi lên trên đó thì sẽ có một cái dây xích đai để giữ an toàn. Anh không nghĩ là từ dưới kia lên trên này mà phải trải nghiệm mất mấy tiếng đồng hồ, bởi vì là sức lực thì con người có hạn, mà leo lên trên này thì rất là mất thời gian, chưa kể là nó lại còn ra hai đỉnh nữa. Nhưng mà khi mà lên đến đây rồi thì em cảm thấy rất là thích, bởi vì trên này nhìn xuống dưới rất là đẹp luôn, vừa ngắm được toàn cảnh hồ sen và ngắm được cả thành phố Ninh Bình luôn. Mà thậm chí là có đẹp. Thể thấy được cái con đường sông, con đường nước kìa, đường thủy mà đi Tam Cốc Bi Động. Mà em chắc chắn là khi mà lúa chín thì chắc chắn là mình nhìn xuống đây rất là đẹp. Ở dưới kia có một cái đường rong, nó là cái rong đuôi chó hay sao thì cái những cái ngày nắng đẹp, những cái đôi chụp hình cưới họ cũng hay tới đấy họ chụp hình. Thì cái con đường thủy này cũng là một trong những hai con đường thủy mà được ưa thích nhất của Ninh Bình, đó là Tam Cốc Bích Động và Tràng An. Mà thì lúc đầu em cứ nghĩ là khi mà đến với Ninh Bình thì em chỉ nghĩ đến Bái Đính và Tràng An thôi. Thực ra thì Ninh Bình còn rất nhiều những cái địa điểm nổi tiếng khác, đấy là không phải tự nhiên mà tất cả những khách du lịch nước ngoài họ lại chọn là Hạ Long, Ninh Bình hay là Đà Nẵng, họ đều có những cái cơ sở riêng của họ. Nhưng mà chắc là mình sẽ hẹn mọi người ở video tiếp theo thôi anh nhỉ. Chắc là sẽ kết thúc video ở đây thôi. Nên là mong là không nói được nhiều nữa. Mong là mọi người luôn ủng hộ kênh của Trang và kênh của anh Nếm TV nha. Tạm biệt mọi người nhá. Tạm biệt mọi người.